Huệ xin chào cả nhà của mình. Hôm nay mùng 4 Tết, Ngân Huệ lên để có một việc để chia sẻ cùng gia đình của mình. Từ trong Tết tới giờ thì báo đài cũng nói rất là nhiều về cái chứng bệnh mà virus corona của bên Trung Quốc mà truyền qua sang Việt Nam của Việt Nam mình á, cả nhà mình có hay không? Thì từ trong Tết tới giờ Ngân Huệ cũng lên video thì cũng thấy mọi người chia sẻ những cái video về virus corona của bên Vũ Hán, thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc á. Bây giờ Ngân Huệ chia sẻ cùng cả nhà của mình, ráng ra đường mình đeo khẩu trang á cả nhà, để Ngân Huệ lấy khẩu trang. Ra đường cả nhà mình đeo khẩu trang nha. Thí dụ đi Ngân Huệ đi xe hơi thì Ngân Huệ sẽ không có đeo khẩu trang. Đi một mình nó không có đeo khẩu trang, mà đi chung với mọi người trên xe hơi á, trong xe buýt này nọ thì mình phải đeo khẩu trang. Còn Ngân Huệ thì đi một mình thì mình không đeo. Còn đi đông người thì mình phải đeo khẩu trang. Còn đi bước xuống thì mình cũng phải ra đường đi một mình thì cũng phải đeo khẩu trang. Cả nhà mình ơi, phải cả nhà mình ráng nói cha mẹ anh chị và các con cháu của mình nhớ ra đường đeo khẩu trang, để đừng thà là ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, để được an toàn ha cả nhà. Hình như là Ngân Huệ thấy mọi người chia sẻ là không có được nắm tay nè, không có được từ cái hơi miệng của mình ra, và con mắt của mình và cái mũi, cái hơi thở ra là bị lây lan, nên cả nhà mình rất là cẩn thận như cả nhà. Và Ngân Huệ có một cái ý kiến như nè, ai mà lỡ mua vé đi đi nước ngoài, nếu mình có điều kiện thì mình cứ cancel đi, tại vì ra ở nước ngoài á mà thấy rất là nguy hiểm. Những chỗ giống như là Ngân Huệ nghe nói là ở Mỹ cũng có rồi nè, Úc cũng có rồi, ở Thái Lan, Singapore cũng có luôn rồi. Thì nếu mà không có khả năng thì ok, thì về mình đi đi thì mình phải cẩn thận. Còn nếu mình có điều kiện thì mình cancel, mình đừng có đi nữa cả nhà, đừng có tiếc tiền. Thì Ngân Huệ biết từ trong Tết tới giờ thì trên YouTube á, cũng đưa nhiều, ở nước ngoài cũng như trong Việt Nam của mình á, đưa nhiều cái clip bệnh truyền nhiễm của bên Trung Quốc, cái thành phố Vũ Hán lây truyền cái virus qua tới Việt Nam của mình. Bây giờ nghe nói là cũng là tới ngay quận nhất của mình rồi cả nhà. Đại dịch của Ngân Huệ trên Facebook nói chung và trên toàn thế giới nói riêng, nếu ai thấy cái chia sẻ của Ngân Huệ, cái video của Ngân Huệ chia sẻ, thì hãy chia sẻ ra nhiều nhiều cho mọi người, để mọi người tránh như cả nhà, thì cho mình được có phước, để người ta bệnh mình thấy mình cũng 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 không có được vui. Ngân Huệ rất là rất là lo. Thì cả nhà mình ráng nha, ráng khuyên mọi người đi ra phải đeo, toàn bộ là phải đeo khẩu trang hết, nhất là những em bé, những trẻ con của mình, mấy đứa con của mình á, còn còn bé thì dụ 5-7 tuổi, 10 tuổi đó lại, hoặc là ấy thì cũng phải đeo khẩu trang. Người lớn mình cũng vậy, ai có đi làm việc này nọ, cơ quan hay là gì, mình cũng phải đeo khẩu trang vô cho nó an toàn nha cả nhà. Thì Ngân Huệ lên đây để chia sẻ cho cả nhà của mình biết, để cho cả nhà mình tránh nha, mình ngừa bệnh hơn là chữa bệnh hết cả nhà. Thì Ngân Huệ nghe nói là thành phố Vũ Hán bây giờ hả, là ở bên Trung Quốc bây giờ là bệnh nhiều lắm, nghe cũng rất là đáng sợ. Như đây cũng đủ rồi, thôi Ngân Huệ lên đây để chia sẻ cho cả nhà mình biết, để mà tránh, ở trên Facebook của Ngân Huệ ha. Và những ai mà không phải trên Facebook của Ngân Huệ cũng cũng chia sẻ cái video này để cho mọi người đều cùng 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 xem ha cả nhà. Ngân Huệ đến đây xin ngày mùng 4 Tết, Ngân Huệ cũng chúc cả nhà mình được vạn sự như ý, có nhiều sức khỏe. Quan trọng mình có nhiều sức khỏe rồi mình mới làm những cái việc của mình thích, của mình yêu 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 thích được.
Hả cả nhà. Nguyễn Huệ xin chào cả nhà mình nha. Bye bye, xin chào.